Ok, chào anh em. Hôm nay mình sẽ chia sẻ anh em một cái thủ thuật nhỏ để sử dụng Grasshopper giúp chúng ta mô hình một cái đối tượng, một cái dầm có hình elip trong tách là. Xin mời các bạn theo dõi. Trên đây là màn hình tách là và mình có Rhino và Grasshopper. Đây chúng ta sẽ vào phần tích là các bạn sẽ vào phần parameter, các bạn lấy một cái point của tích là trong mô hình tích là, sau đó các bạn sẽ kích chuột phải set point trong mô hình tích là xem một cái điểm nào đó. Ok, đây mình đã có một cái point trong mô hình của tích là và trên Rhino. Tiếp theo chúng ta sẽ lấy một cái component hình elip trong Grasshopper đã có sẵn rồi, các bạn gọi từ elip đây, các bạn sẽ lấy cái component create an elip, được định nghĩa bởi bán kính của hai cái trục của hình elip. Ở đây về mặt phẳng plane chúng ta sẽ để mặt phẳng là mặt mặc định là xy chung với mặt phẳng của xy của Tekla và của Rhino. Thì đây các bạn sẽ gọi đi kích trục là gọi y, chúng ta lấy mặt phẳng y plane và origin sẽ là cái point mà chúng ta lấy những mô hình của tích là chúng ta sẽ kích vào đây. Đó. Nhiệm vụ của chúng ta tiếp theo là chúng ta sẽ khai báo hai cái bán kính. Tôi sẽ dùng cái number slider, các bạn có một cái bán kính là 1000, chúng lấy một slider ra bán kính radius 2 là phương ngắn, mình sẽ để là phương ngắn. Còn phương kia thì mình sẽ để bán kính là 1500, là phương nằm ngang. Đấy. Đây là sẽ ngắn hơn. Rồi. Ở đây mình sẽ giới hạn cái number slider min là 1000. Còn max mình để 5000. Tương tự cái này cũng vậy nhé. Min các bạn để 1000 thôi. Max mình để 5000. Ok. Đó. Ở đây chúng ta đã có một cái elip, hình elip trên Rhino. Đó. Các bạn thấy rằng khi nó về cùng 1000 thì nó là một cái hình tròn. Tiếp theo chúng ta sẽ khai báo một cái component để vẽ một cái dầm thôi. Các bạn sẽ vào phần Tekla, phần Concrete, chọn lệnh BIM. Ở đây phần profile các bạn sẽ attribute profile. Đó. Phần path attribute các bạn khai báo path attribute vào đây. Profile các bạn khai báo vào. Rồi. Mình lấy một cái profile của một cái dầm. Mình khai báo luôn. Hoặc là các bạn khai báo phần profile các bạn có này là 600. 500 sao 250. Ok, chúng ta sẽ lấy cái phần path attribute vào attribute của BIM và chúng ta sẽ lối cái elip vào đây. Đây là một cái curve, chúng ta sẽ lối vào cái phần curve của. Ok, như vậy chúng ta đã có một cái dầm hình elip trong tích là rất dễ dàng. Chúng ta sẽ có thể khai báo về class của elip. Mình sẽ các bạn là không nhỏ hơn 1, nhỏ hơn 15 chẳng hạn. Các bạn sẽ khai báo phần class đây. Đấy. Chúng ta có thể khai báo về đây là hình tròn rất dễ dàng. Chúng ta có thể cho nó thành hình elip bán kính rộng hơn rất nhiều. Đấy. Kích thước nó tăng giảm rất là dễ dàng. Đó là cái mẹo để mình mô hình cái hình elip bằng Grasshopper. Các bạn sẽ inquire sẽ có khối lượng của nó. Đấy, chúng ta sẽ có khối lượng 1,09. Đó là cái mẹo để chúng ta là sử dụng cái component elip trong Grasshopper vô cùng đơn giản để chúng ta có thể mô hình được cái
Bây giờ mình edit ở trong tức là chắc chờ một cách dễ dàng. Ok. Ok, xin chào. Hẹn gặp các bạn ở những video sau.